Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 14 tháng 10 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8 năm 2018, một sự kiện văn hóa góp phần giữ gìn và phát huy các môn thể thao quần chúng, thể thao dân tộc và các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương Lâm Đồng. Đàm Rông huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Ngành kiểm tra đảng Lâm Đồng góp sức xây dựng đảng, bảo vệ và dựng xây đất nước. Trên địa bàn cả nước, nợ thuế không có khả năng thu hồi đã tăng lên mức 35.000 tỷ đồng. Trung Quốc sẽ tiếp tục để thị trường đóng vai trò quyết định trong việc thiết lập tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ. Bao giờ thực hiện di dời chợ Phan Chu Trinh, thành phố Đà Lạt? Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 14 tháng 10, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8 năm 2018 với chủ đề Thể dục Thể thao Lâm Đồng hội nhập và phát triển. Đây là sự kiện văn hóa thể thao lớn được tổ chức 4 năm một lần. Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các sở ban ngành và đông đảo các đơn vị, lực lượng vận động viên, huấn luyện viên và người dân trên địa bàn đã tham dự. Mở đầu lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8 là phần nghi thức diễu hành chào mừng đại hội của trên 30 khối các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, 12 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh, các đơn vị đoàn vận động viên và các lực lượng tham gia tại đại hội. Với chủ đề Thể dục Thể thao Lâm Đồng hội nhập và phát triển, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng là sự kiện văn hóa thể thao lớn, được tổ chức 4 năm một lần, nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao trong mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể, theo gương Bác Hồ vĩ đại, cũng như giữ gìn và phát huy các môn thể thao quần chúng, thể thao dân tộc và các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương. Việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp và Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8 sẽ góp phần thiết thực vào công tác quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, lực lượng trọng tài, tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thể dục thể thao, đồng thời qua đó chuẩn bị lực lượng vận động viên để tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 8 sẽ được diễn ra vào cuối năm nay. Được biết, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8 thu hút trên 1.200 vận động viên đến từ 12 huyện, thành phố và 3 ngành, công an, quân đội và giáo dục đào tạo, tham gia tranh tài ở 12 bộ môn với 14 nội dung thi đấu, tranh 130 bộ huy chương các loại. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đã tiến hành nghi thức thắp đuốc. Đây là ngọn lửa được ban tổ chức đại hội rước về từ nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Lạt. Phát biểu khai mạc đại hội, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luyện tập thể dục thể thao gắn với việc thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thể dục thể thao tại địa phương. Thu hút trên 600.000 người tham gia. Đại hội Thể dục Thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tạo ra sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao, góp phần xây dựng phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, giữ gìn, phát huy các môn thể thao truyền thống các dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện thể thao các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, tuyển chọn ra những vận động viên ưu tú nhất đại diện cho nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng tham gia Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 tổ chức vào tháng 11 năm 2018 tại thủ đô Hà Nội. Để Đại hội Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8 năm 2018 được thành công tốt đẹp, tôi xin đề nghị đội ngũ trọng tài thực thi nhiệm vụ thật sự công tâm, khách quan và chính xác. Xin đề nghị các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất.
Sau lễ khai mạc đại hội là phần trình diễn nghệ thuật đồng diễn thể dục với chủ đề Thể dục thể thao Lâm Đồng hội nhập và phát triển, với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc con người và văn hóa của mảnh đất Cao Nguyên. Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội Thể dục Thể thao tại Lâm Đồng lần thứ 8 năm 2018 đang diễn ra tại thành phố Đà Lạt, trong chiều nay ngày 14 tháng 10 đã khởi tranh huy chương vàng ở các bộ môn cờ tướng và kéo co. Sau đây là thông tin cập nhật của chương trình thời sự. Chiều ngày 14 tháng 10, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tại Lâm Đồng đã khai mạc giải cờ tướng, một trong 12 môn thi đấu nằm trong khuôn khổ đại hội và là môn thi đấu chính thức thứ 8, diễn ra trong 3 ngày từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10. Tham dự giải có trên 90 vận động viên đến từ 15 đoàn, gồm 12 huyện, thành phố và các ngành, công an, quân đội và giáo dục đào tạo. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở hai nhóm tuổi, từ 55 tuổi trở xuống và 56 tuổi trở lên, với hai nội dung cá nhân và đồng đội. Thể thức thi đấu theo hệ Thụy Sĩ chính ván. Theo ban tổ chức, bộ môn cờ tướng lần này thu hút khá nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại các giải đấu cờ tướng khu vực và toàn quốc. Hứa hẹn sẽ mang đến cho giải những trận đấu hấp dẫn và kịch tính. Cũng trong ngày 14 tháng 10, bộ môn kéo co, một trong những nội dung thi đấu chính thức của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng, đã diễn ra với sự tham gia của trên 200 vận động viên đến từ 15 đoàn. Được chia thành 20 đội gồm 11 đội nam và 9 đội nữ. Các đội thi đấu vòng loại để chọn ra đội có thành tích tốt nhất vào tranh giải nhất nhì. Giải kéo co Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ 8 không chỉ là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, mà còn thể hiện sức mạnh tinh thần đoàn kết và là cơ hội để các địa phương đơn vị gặp gỡ giao lưu thi đấu thể thao, cải thiện vị trí trên bảng thành tích chung. Được biết giải kéo co Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng sẽ kết thúc vào chiều ngày 15 tháng 10. Đam Rông huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Ngành kiểm tra đảng Lâm Đồng góp sức xây dựng đảng, bảo vệ và dựng xây đất nước. Là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Đến nay, huyện Đam Rông đã huy động gần 230 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giúp người dân nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Cùng với các nguồn vốn hỗ trợ của chính phủ, ngân sách tỉnh để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Đam Rông đã huy động gần 230 tỷ đồng thực hiện các chương trình, trong đó vốn trực tiếp đầu tư nông thôn mới là trên 10 tỷ, vốn lồng ghép 101 tỷ, tín dụng 115 tỷ, cộng đồng dân cư đóng góp gần 600 triệu đồng. Từ các nguồn vốn nêu trên, địa phương đã tập trung đầu tư trên các lĩnh vực đường giao thông, công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế và các chương trình hỗ trợ sản xuất phát triển kinh tế, giúp người dân nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Được biết, đến nay huyện Đam Rông ngoài xã Đà Rờ San được Lâm Đồng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã còn lại của huyện đạt từ 15 đến 17 tiêu chí trở lên. Với năng suất bình quân trên 70 tạ một hecta, đến nay huyện Cát Tiên đã phát triển ổn định gần 1.400 hecta bắp, với giá từ 6.500 đến 7.000 đồng một ký, đã góp phần đem lại nguồn thu ổn định cho người nông dân địa phương. Song song với nhiều loại cây trồng khác, tính đến nay, huyện Cát Tiên đã phát triển ổn định gần 1.400 hectare bắp, đạt 80% kế hoạch hàng năm, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Tập trung tại các xã Phước Cát 1, Phước Cát 2, Gia Viễn, Đức Phổ và thị trấn Cát Tiên. Trong đó, diện tích bắp đã cho thu hoạch trên 700 hectare, với năng suất bình quân trên 70 tạ một hectare. Những năm gần đây, giá bắp tương đối ổn định, dao động từ 6,5 đến 7.000 đồng một ký. Điều này đã góp phần đem lại nguồn thu ổn định cho người nông dân. Hiện nay, cùng với nhiều đề án trồng bắp, đặc biệt đưa vào trồng thử nghiệm các giống bắp lai cho năng suất và sản lượng cao, thích nghi với điều kiện khí hậu của địa phương, đồng thời duy trì ổn định diện tích bắp trên địa bàn, huyện Cát Tiên cũng đang tập trung chuyển đổi một số diện tích cây trồng lâu năm, hoa màu kém năng suất sang trồng bắp, cũng như mở rộng các mô hình liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự phát triển của đảng, cơ quan kiểm tra các cấp được thành lập, từng bước được kiện toàn, đến nay đã trở thành hệ thống ngành kiểm tra từ trung ương đến cơ sở, với đội ngũ cán bộ ngày càng đông về số lượng và không ngừng được nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của đảng và công tác xây dựng đảng. Trong mỗi giai đoạn cách mạng, đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động của đảng. 70 năm qua, kể từ ngày thành lập đến nay, ngành kiểm tra đảng vẫn miệt mài thực hiện sứ mệnh của mình, góp sức xây dựng đảng, bảo vệ và dựng xây đất nước. Đối với ngành kiểm tra đảng tại Lâm Đồng,
41 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ kiểm tra luôn đoàn kết, rèn luyện, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây đắp truyền thống vẻ vang của ngành. Nhân sự kiện 70 năm ngành truyền thống, ngành kiểm tra đảng, 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2018 và 41 năm thành lập ngành kiểm tra đảng tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra vào chiều mai 15 tháng 10. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Ông Phạm Văn Bổn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Lâm Đồng giai đoạn 2004-2009, giữ vai trò là người đầu tàu của ngành kiểm tra trong một thời gian chưa dài. Nhưng tính chất công việc và yêu cầu nhiệm vụ của ngành kiểm tra thời điểm đó cũng đặt ra không ít thách thức. Vì vậy, bên cạnh sự đoàn kết, liêm chính và quyết tâm của tập thể, theo ông, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì yếu tố con người làm công tác kiểm tra quyết định sự thành bại của mọi công việc. So với cái thời kỳ chúng tôi thì nó có khó khăn về cái lực lượng ấy. Chứ còn cái công việc của kiểm tra thì cũng đã có cái bước là chuyển biến theo cái xu hướng đổi mới của Đảng và Nhà nước, đã có những ra cái chỉ thị và các cái quy định nó cụ thể hơn, làm cho cái công tác kiểm tra đi vào nó hoạt động nó thuận lợi hơn. Trong công cuộc đổi mới hiện nay của Đảng ta thì vai trò của con người làm công tác kiểm tra thì trước hết là chúng tôi thấy là phải có một cái phẩm chất đạo đức, phải trong sáng. Anh muốn kiểm tra các cái lĩnh vực công việc của người khác thì trước hết là bản thân anh phải có cái đạo đức trong sáng. Cái thứ hai, anh phải có cái năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Cái thứ ba nữa, anh phải có một cái tâm để làm thế nào cho cái giải quyết các cái công việc nó đúng sai, cho nó rõ ràng, không bị sự cái tác động của bất cứ một cái đối tượng nào. Cùng với các ngành kiểm tra trong tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Lạt được xem là đơn vị quan trọng. Đây cũng là địa bàn có khối lượng công việc lớn phải giải quyết hàng năm. Xác định được vị trí của mình, những năm qua, hoạt động chuyên môn của đơn vị thực hiện theo phương thức đổi mới, cụ thể, gắn với thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Nhờ đó, chất lượng chuyên môn ngày càng nâng lên. Đặc biệt, nhiều vụ việc ở cơ sở được giải quyết đảm bảo, tạo sự thống nhất cao. Địa bàn thành phố Đà Lạt là một cái trung tâm chính trị và văn hóa lớn của tỉnh. Thì đối với lại cái trách nhiệm của chúng tôi làm công tác kiểm tra thì chúng tôi phải luôn phát huy cái tinh thần trách nhiệm của mình để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này, giúp cho thành phố, rồi cho đảng bộ thành phố chúng ta thực hiện cái công tác kiểm tra tốt để góp phần cùng thành phố thực hiện tốt các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Cán bộ kiểm tra phải phát huy đầy đủ tinh thần trách nhiệm, luôn phấn đấu, rèn luyện, học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chính trị về chuyên môn nghiệp vụ. Để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ kiểm tra giám sát thì đòi hỏi là phải có đội ngũ cán bộ kiểm tra, đặc biệt cán bộ kiểm tra trước tiên là phải có phẩm chất chính trị đạo đức tốt. Thứ hai là phải nói đến là cái bản lĩnh chính trị, phải có bản lĩnh chính trị trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ được giao. Thứ ba là phải thể hiện được cái trách nhiệm trong vấn đề đầu tư, nghiên cứu các quy định của Đảng liên quan công tác kiểm tra giám sát, cũng như là nghiên cứu các vấn đề liên quan cái lý luận chính trị của mình, chịu khó đầu tư, học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao. Song hành sự vẻ vang 70 năm ngành kiểm tra đảng với chặng đường 41 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ ngành kiểm tra đảng Lâm Đồng luôn ý thức được vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác kiểm tra và kỷ luật của đảng, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ kiểm tra với phương châm công minh, chính xác, kịp thời, vừa có tác dụng góp phần tích cực củng cố tổ chức, giữ gìn kỷ cương, làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên, vừa nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên về công tác kiểm tra của đảng nói riêng và công tác xây dựng đảng nói chung. Một trong những dấu ấn trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương khóa 10 về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của đảng, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra trên 21.740 lượt đảng viên, 5.690 tổ chức đảng. Trong đó hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra toàn diện từ một cấp ủy và từ hai đảng viên trở lên là cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Qua kiểm tra, đã xử lý kỷ luật 26 tổ chức đảng và 1.128 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát 182 tổ chức đảng, 732 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra hơn 3.000 tổ chức đảng.
thi hành kỷ luật trong đảng 676 tổ chức đảng, thực hiện giám sát chuyên đề hơn 3.100 đảng viên và 1.135 tổ chức. Kết luận chuyển qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 11 đảng viên và 9 tổ chức đảng, kịp thời nắm bắt xử lý các đơn thư khiếu nại tố cáo, đáp ứng niềm tin trong đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cán bộ ngành kiểm tra của Lâm Đồng thường xuyên bám sát cái mục đích, yêu cầu và cái sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Tỉnh ủy, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với nhiệm vụ công tác kiểm tra trong từng thời kỳ, từng giai đoạn, gắn với cái yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đảng bộ. Đặc biệt là bám chắc cái phương châm là công minh, chính xác, kịp thời, thường xuyên nắm sát tình hình đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ để tiến hành thực hiện các cái việc kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch, giám sát, mở rộng cái diện giám sát và kiểm tra thì đi vào là kiểm tra có trọng tâm trọng điểm. Trong đó đặc biệt chú ý đến kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chúng tôi thấy rằng các tổ chức đảng và đảng viên ở đó đã có chuyển biến rất tốt, tập thể cấp ủy và đảng bộ đã đoàn kết hơn, sức chiến đấu được tăng cường hơn. Những đảng viên đã vi phạm kỷ luật thì đã nhận thức rõ khuyết điểm của mình và các đồng chí phấn đấu tiếp tục rèn luyện để vươn lên. Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm trước đảng, trước dân, cùng với việc khẳng định truyền thống tốt đẹp của ngành kiểm tra đảng, so với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng hiện nay, hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là đội ngũ những người làm công tác kiểm tra không ngừng phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, liêm chính, nghiêm túc, tận tâm, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Muốn xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh được, thì công tác kiểm tra của đảng ở tất cả các cấp phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đặc biệt là phải bám sát tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, đó là kiểm tra phải đúng cách thức, thật thà, tự phê bình và phê bình để tỏ rõ hết mọi khuyết điểm và tìm cách sửa chữa những khuyết điểm đó. Có như thế thì cán bộ và đảng viên mới thực sự tin tưởng vào công tác kiểm tra và kỷ luật của đảng. Đội ngũ cán bộ kiểm tra của Lâm Đồng chúng sẽ tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, tấm gương, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương của đảng về công tác kiểm tra. Về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra thì chúng tôi sẽ tăng cường lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, từ đó thì phục vụ cho công tác kiểm tra một cách toàn diện hơn. Với những thành tích đạt được, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiều năm liền được Ủy ban kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt năm 2007-2018, vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, hạng nhì. 70 năm đánh dấu sự vẻ vang ngành kiểm tra đảng Lâm Đồng không khỏi tự hào, tiếp tục đặt trọn trên vai trọng trách lớn, đoàn kết, tận tâm, rèn luyện phẩm chất cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực khác. Ngày 13 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Di Linh phối hợp với Bộ Nội vụ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên dành cho công chức ngạch chuyên viên và tương đương, công chức giữa ngạch cán sự và tương đương, chuẩn bị nâng ngạch chuyên viên trong hệ thống chính trị Việt Nam theo quy định của pháp luật. Diễn ra trong 2 tháng từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018, hơn 60 học viên sẽ được bồi dưỡng 18 chuyên đề thuộc 3 phần: kiến thức chung về nhà nước trong hệ thống chính trị, kiến thức quản lý nhà nước theo ngành, lãnh thổ và phần kỹ năng. Trong quá trình học, các học viên sẽ thực hiện 2 bài kiểm tra, viết 1 bài tiểu luận tình huống. Qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật, quản lý hành chính, kỹ năng công nghệ hành chính, quản lý nhà nước đối với từng ngành, lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước ở các cơ quan đơn vị, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn hóa và đáp ứng yêu cầu vị trí trong thực thi công vụ hiện nay của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Di Linh. Sau một tháng diễn ra, tối hôm qua ngày 13 tháng 10, hội thi duyên dáng nữ cán bộ đoàn lần 2 do Thành đoàn Đà Lạt tổ chức đã bước vào vòng chung kết. Vượt qua 40 nữ cán bộ đoàn đến từ các đơn vị trực thuộc trong thành phố, 12 thí sinh xuất sắc nhất đã tranh tài ở chặng cuối của cuộc thi. Đêm chung kết diễn ra sôi nổi ở cả 3 phần thi: trình diễn trang phục đoàn, thi tài năng, trình diễn trang phục dạ hội.
không chỉ giỏi kỹ năng, đẹp hình thức, tài năng, nhiều nữ cán bộ đoàn tỏ rõ khả năng sắc sảo, vai trò của một nữ chỉ huy, có tổ chức lãnh đạo khi tuổi còn trẻ. Hội thi là một hoạt động lớn của tuổi trẻ thành phố Hòa nhằm thực hiện đề án tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, chào mừng 62 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chào mừng Đà Lạt 125 năm hình thành và phát triển. 9 tháng đầu năm 2018, Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận được tổng cộng số tiền trên 12,7 tỷ đồng ủng hộ. Trong đó, Quỹ vì người nghèo cấp huyện và xã vận động được trên 10,3 tỷ đồng. Hiện nay, số tiền quỹ được phân bổ để xây dựng 73 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 20 căn nhà với số tiền trên 2,5 tỷ. Hỗ trợ tặng quà Tết cho học sinh nghèo học tập, giúp người nghèo ốm đau bệnh tật được điều trị và các hoạt động khác với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Bên cạnh việc kêu gọi ủng hộ Quỹ vì người nghèo các cấp ngành trong tỉnh tiếp tục tạo điều kiện dạy nghề, giới thiệu việc làm trong nước và ngoài nước, hỗ trợ đất sản xuất cho vốn vay ưu đãi, đầu tư cơ sở hạ tầng để giúp người nghèo tại tỉnh Lâm Đồng thoát nghèo bền vững. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, tính đến đầu tháng 10 toàn tỉnh có 34 trường tiểu học thụ hưởng dự án chương trình thư viện thân thiện do tổ chức Room and Creek của Mỹ tài trợ, gồm huyện Lâm Hà 5 trường, Bảo Lâm 5 trường, Đà Tẻ 5 trường, Cát Tiên 5 trường, Di Linh 9 trường. Năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh đã có 15 trường tiểu học từng huyện nhân rộng mô hình này, gồm Đà Lạt 3 trường, Bảo Lộc 1 trường, Lạc Dương 1 trường, Đơn Dương 1 trường, Lâm Hà 3 trường, Đâm Sông 3 trường, Đức Trọng 1 trường, Di Linh 1 trường, Đà Tẻ 1 trường. Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng khuyến khích các trường tiểu học tiếp tục nhân rộng mô hình này nhằm hình thành thói quen đọc sách cho học sinh tiểu học, cũng chính là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh, đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Những nội dung đáng chú ý phần tin trong nước và thế giới. Trên địa bàn cả nước, nợ thuế không có khả năng thu hồi đã tăng lên mức 35.000 tỷ đồng. Trung Quốc sẽ tiếp tục để thị trường đóng vai trò quyết định trong việc thiết lập tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ. Theo số liệu từ Tổng cục Thuế, từ đến ngày 30 tháng 9 vừa qua, trên địa bàn cả nước, nợ thuế không có khả năng thu hồi đã tăng lên mức 35.000 tỷ đồng. Cụ thể, tổng số tiền nợ thuế đến 30 tháng 9 của 63 cục thuế ước tính là 82.961 tỷ đồng, tăng 9.817 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2017. Đáng chú ý, số tiền nợ thuế đặc biệt là nợ khó đòi tăng mạnh. Về nghiệp vụ thu hồi nợ thuế, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc và đã thu được 25.382 tỷ đồng tiền nợ thuế, bằng 60,9% của tổng số nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019. Trong số này, cơ quan thuế đã thu bằng biện pháp quản lý nợ là 17.079 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 8.303 tỷ đồng. Đình Lập là huyện biên giới có diện tích trồng cây chè lớn nhất của tỉnh Lạng Sơn với trên 520 hectare. Những năm qua, việc chăm sóc và thu hái chè đã giúp cho nhiều hộ dân có nguồn thu nhập ổn định, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương. Gia đình ông Hoàng Lộc ở khu 6 thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn có trên 5.000 gốc chè tuổi thọ hơn chục năm với nguồn thu khoảng 6 triệu đồng một tháng. Đây là mức thu nhập tương đối cao so với cuộc sống sinh hoạt ở vùng miền núi nơi này. Nhờ có cây chè 5.000 cây, gia đình hàng sáng cứ hái, kinh tế tạm ổn, bình thường cứ được 200 một buổi sáng. Để nâng cao chất lượng và năng suất, người dân được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật trồng và thu hái. Mặt khác, một số hộ đã biết áp dụng các kỹ thuật thâm canh, cải tạo đất, biện pháp tưới nước hiệu quả. Năng suất mỗi hecta đạt 5 đến 10 tấn búp tươi. Để thực hiện được cái đề án tái cơ cấu ngành, thì về phía huyện cũng có hỗ trợ cho nhân dân về cái quảng bá thương hiệu sản phẩm và hỗ trợ để tiêu thụ sản phẩm, như là tham gia các hội chợ. Còn lại là để về lâu dài thì để phát triển được cái diện tích chè theo cái tái cơ cấu ngành thì địa phương cũng đã có đề xuất là tỉnh hỗ trợ mà để nhân dân vay vốn theo lãi suất ưu đãi để phát triển cái vùng chè của địa phương. Hiện toàn huyện Đình Lập có trên 520 hectare chè, tập trung chủ yếu ở thị trấn Nông Trường Thái Bình và hai xã Thái Bình và Lập Ca. Địa phương cũng đã lập đề án phát triển cây chè giai đoạn 2015-2020, nâng diện tích trồng chè lên 700 hectare. Cây chè cũng đã cho cái thu nhập chính cho bà con nhân dân của địa bàn ba xã phía nam của huyện,
nó cũng là một cái sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện. Và trong thời gian tới thì huyện sẽ tiếp tục phát triển thêm cái diện tích cây chè trên địa bàn để thật sự trở thành cái vùng nguyên liệu lớn, cái vùng sản xuất hàng hóa tập trung của tỉnh. Cây chè đang khẳng định giá trị kinh tế tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Giá trị từ cây chè đem lại là công ăn việc làm, thu nhập và góp phần cải thiện đời sống cho người dân vùng biên giới. Từ bao đời nay, chiếc gùi đã trở thành một vật dụng rất gần gũi, gắn bó và không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Và nghề đan gùi cũng thể hiện nét đẹp văn hóa độc đáo của người dân nơi đây. Đây cũng là nét đẹp mà người dân làng Nờ Clơm Thung ở xã Iapet, huyện Đắk Đoa vẫn luôn gìn giữ và phát triển thành làng nghề truyền thống nổi tiếng ở Gia Lai. Nhà nghệ nhân Hioi lúc nào cũng đông vui. Mọi người tập trung thành nhóm cùng duy trì và phát triển nghề đan gùi truyền thống. Người già ngày nào cũng có mặt ở đây. Thanh niên trong làng thì tranh thủ những lúc nông nhàn đan gùi để kiếm thêm thu nhập. Nếu một chiếc gùi truyền thống được bán với giá 150.000 đồng một chiếc, thì gùi sơn màu với hoa văn bắt mắt như thế này được bán với giá hơn gấp đôi. Gùi kiểu này khó đan, phải mất 2 ngày mới xong một chiếc và đòi hỏi phải có tay nghề, sự khéo léo, nên ở làng Nờ Clơm Thung chỉ có nghệ nhân Hioi mới làm được. Hôm trước đan gùi không có màu, bây giờ mình đan thêm cái màu vô là thích người ta đi mang đi. Làm ra mình bán được nhiều không? Được có nhiều chứ. Nhiều giỏ kiếp đan, đan bảo nó nhanh lắm. Mình đan mới ok đấy. Mà hôm nay đang đem đi bán, đi bán đi khắp nơi luôn đấy. Muốn lưu giữ và phát triển thì nghề phải có không gian sống. Bây giờ ở làng đã thành lập được 4 nhóm đan gùi, sản phẩm làm ra được thương lái tới tận nhà thu mua, đưa đi tiêu thụ. Với sự cần mẫn khéo léo, người dân làng Nờ Clơm Thung không chỉ lưu giữ nét đẹp truyền thống từ bao đời nay, mà đây còn là nghề đem lại thu nhập, giải quyết công ăn việc làm cho bà con. Ở đây thì nói chung là vì truyền thống của mình thì mình thích nhất. Dạ, mình thích. Vì nghề đây là ngày xưa thì ông già là sống với nghề đây á. Nghề đây thì nghề truyền thống thì chắc chắn thì không bỏ. Để tương lai dù con cái mình lớn lên thì tập cho con cái để nó hiểu đi biết. Buổi chiều ở làng Nờ Clơm Thung, người già thanh niên vẫn miệt mài với nghề truyền thống. Nghề đan gùi được truyền lại cho thế hệ sau và mỗi người dân nơi đây vẫn luôn trân trọng, biết cách bảo tồn và phát triển nét đẹp văn hóa này. Kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, tại Hà Nội, Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình Motai Night, trao yêu thương nhận hạnh phúc năm 2018 vì trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông. Dù là lần đầu tiên được tổ chức, nhưng cuộc thi chạy Motai Night Run quanh bờ hồ Hoàn Kiếm đã thu hút được khoảng 1.000 người là vận động viên chuyên và không chuyên tham gia. Đây là một trong những hoạt động của chương trình nhằm gây quỹ hỗ trợ cho các em không may bị mất cha mẹ do tai nạn giao thông hoặc là nạn nhân của tai nạn giao thông. Trong ngày hội, những món đồ cũ, sản phẩm tái chế cũng được bán để gây quỹ trao yêu thương nhận hạnh phúc. Cũng tại ngày hội, các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản cũng diễn ra. Qua 6 mùa tổ chức, chương trình Motai Night trao yêu thương nhận hạnh phúc đã nhận được nhiều sự đóng góp từ cộng đồng, giúp kết nối những tấm lòng nhân ái thành một mạng lưới từ thiện rộng khắp. Vào tối ngày hôm qua 13 tháng 10, Liên hoan ảo thuật toàn quốc lần thứ 3 năm 2018 đã được khai mạc tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hoan thu hút sự tham dự của 2 đơn vị xiếc công lập và 14 đơn vị nhóm nghệ sĩ xã hội hóa trong cả nước. Liên hoan ảo thuật toàn quốc là dịp để đánh giá thực trạng của ngành xiếc ảo thuật Việt Nam, đồng thời phát hiện những tài năng sáng tạo xiếc ảo thuật, từ đó có những biện pháp thúc đẩy bồi dưỡng đào tạo lực lượng nghệ sĩ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ảo thuật Việt Nam trong xu thế hội nhập. Liên hoan lần này có số lượng tiết mục dự thi nhiều hơn, với 39 tiết mục của 2 đơn vị xiếc công lập và 14 đơn vị nhóm nghệ sĩ xã hội hóa trong cả nước. Liên hoan năm nay cũng chú trọng đề cao các tiết mục biểu diễn có yếu tố nghệ thuật, mang dấu ấn văn hóa dân tộc, thể hiện khả năng diễn xuất và sự sáng tạo, đổi mới của nghệ sĩ. Liên hoan sẽ bế mạc và trao giải vào tối ngày 15 tháng 10. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ tiếp tục để thị trường đóng vai trò quyết định trong việc thiết lập tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ.
Trung Quốc khẳng định sẽ không phá giá đồng nội tệ để tăng sức cạnh tranh, cũng như không sử dụng tỷ giá hối đoái làm công cụ để giải quyết những bất đồng thương mại. Chính phủ Trung Quốc sẽ duy trì tỷ giá hối đoái ổn định và vẫn theo đuổi chính sách tiền tệ thận trọng. Trước đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã không tăng lãi suất, giống như động thái tương tự của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hồi tháng 9 vừa qua, vì cho rằng mức lãi suất căn cứ vào thị trường vẫn phù hợp và đồng nhân dân tệ vẫn ổn định. Trong vài tháng trở lại đây, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung liên tục leo thang, cùng với các gói áp thuế nhập khẩu trả đũa lẫn nhau, trong đó Mỹ là bên khởi xướng, nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại với Trung Quốc và điều chỉnh những hoạt động thương mại mà Mỹ cho là không công bằng. Giới chức Mỹ cũng từng đưa ra cáo buộc Bắc Kinh thao túng tiền tệ. Giới chức Mỹ cho biết Nhà Trắng đang cân nhắc các giải pháp mới nhằm giảm số lượng các gia đình nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ đang có chiều hướng tăng cao. Có khả năng, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ lại chia cắt các gia đình nhập cư tại biên giới giữa Mỹ và Mexico. Nguồn tin cho biết, một trong những giải pháp đó là sự lựa chọn đôi. Theo đó, các gia đình xin tị nạn bị giam giữ cùng nhau tối đa 20 ngày. Sau đó, cha mẹ sẽ được lựa chọn, hoặc cả gia đình sẽ ở cùng nhau trong khu giam giữ trong nhiều tháng hoặc trong nhiều năm, cho tới khi yêu cầu xin tị nạn của họ được giải quyết, hoặc họ sẽ cho phép đưa con cái của họ đến các trại tị nạn của chính phủ để người thân hoặc người giám hộ có thể nhận làm con nuôi. Các giải pháp mới được đưa ra trong bối cảnh lượng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ tăng cao sau khi Washington chấm dứt việc thi hành chính sách không khoan nhượng đối với tình trạng di trú bất hợp pháp, trong đó trẻ em bị chia cắt khỏi cha mẹ của chúng do vấp phải làn sóng phản đối dữ dội cả trong và ngoài nước. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, số lượng các gia đình nhập cư bất hợp pháp vào nước này đã tăng lên 38% trong tháng 8 và hiện nay đạt tới con số kỷ lục. Tại sân bay quốc tế Dubai hiện đang thử nghiệm một dạng máy quét mới có tên là cửa thông minh, cho phép hành khách đi thẳng đến cửa lên máy bay mà không phải qua kiểm tra xuất nhập cảnh. Hành khách khi qua cửa thông minh chỉ cần scan hộ chiếu qua máy quét. Thông tin bao gồm các thông tin về hộ chiếu và thẻ lên tàu sẽ được lưu lại và gửi đến quầy làm thủ tục. Một máy quét võng mạc cùng với phần mềm nhận dạng khuôn mặt sẽ giúp xác định danh tính hành khách. Nhờ đó, hành khách sẽ không phải đi qua khu vực xuất nhập cảnh mà có thể đi thẳng tới phòng chờ và cửa lên tàu. Công nghệ mới hứa hẹn sẽ giúp thúc đẩy thời gian làm thủ tục check-in cho hành khách tại sân bay. Việc thử nghiệm sẽ kéo dài trong một tháng. Trước tình trạng hàng loạt các di tích lịch sử bị hủy hoại trong các cuộc xung đột, chiến tranh, một công ty khởi nghiệp của Pháp đã sử dụng công nghệ máy bay không người lái và 3D để phục dựng lại chính xác hình ảnh 3 chiều của các công trình vĩ đại của nhân loại. Dự án này được đánh giá sẽ góp phần tích cực vào việc tái thiết các di tích đã bị phá hủy. Công ty của Pháp này đã tái tạo thành công hình ảnh 3 chiều của thành cổ Palmyra và Aleppo tại Syria, cũng như thành cổ Mosul ở Iraq, vốn bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng phá hủy. Các chuyên gia đã sử dụng trí thông minh nhân tạo và các siêu máy tính để lắp ghép những bức ảnh còn sót lại, được máy bay không người lái chụp, tái tạo lại nguyên vẹn các quần thể di tích trong hình ảnh 3 chiều. Hiện dự án đang được trưng bày tại Viện Nghiên cứu Thế giới Ả Rập. Các nhà tổ chức cho biết dự án này sẽ là bước đệm, một bước chuẩn bị kỹ càng để giúp cho thế giới tái tạo các kỳ quan vĩ đại đã bị phá hủy trong chiến tranh. Hiện công ty của Pháp này đã hợp tác với Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO để chuẩn bị cho kế hoạch tái thiết thành phố Mosul. Bao giờ thực hiện di dời chợ Phan Chu Trinh, thành phố Đà Lạt? Là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của địa phương trong việc di dời chợ Phan Chu Trinh, phường 9 thành phố Đà Lạt nhằm đảm bảo các tiêu chí chợ đô thị cũng như tạo mỹ quan cho thành phố và giải quyết nút thắt giao thông tại khu vực ngã tư Phan Chu Trinh, phường 9. Mặc dù vậy, nhưng đã hơn 10 năm trôi qua, việc di dời chợ Phan Chu Trinh vẫn chưa được thực hiện hoàn thành. Vậy nguyên nhân vì sao và tiến độ thực hiện đến thời điểm này như thế nào? Phóng viên thời sự có ghi nhận sau. Ngã tư Phan Chu Trinh, phường 9, thành phố Đà Lạt, vào các giờ cao điểm hàng ngày, tình trạng kẹt xe kéo dài khá phổ biến. Một số người dân cho biết tình trạng ùn tắc cục bộ tại điểm này đã diễn ra nhiều năm nay, khiến cho nhiều người dân và phương tiện lưu thông hết sức khó khăn. Lâu cả nó lâu lắm rồi, 2-3 năm nay là càng ngày càng tăng kẹt, cái lượng xe càng ngày càng tăng. Rất kẹt cái vấn đề đi lại ở đây, là cả ở đây bởi vì trung tâm địa bàn này là 5 trường học luôn, cho nên khi mà tan trường một cái tất cả trường đổ xô về đây. Theo tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông ở khu vực này, đó là ngã tư này khá hẹp,
Bên cạnh đó, tuyến đường này tập trung nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, bến xe, bệnh viện. Do đó, mỗi khi tan tầm, xảy ra tình trạng ùn tắc. Ngoài ra, do vị trí chợ nằm ngay giữa trung tâm của ngã tư Phan Chu Trinh, là trục đường giao thông chính của khu vực phường 9, phường 11 và phường 12. Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn, nên thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Cái chợ đặt ở vị trí này không đúng. Hai cái bùng bính này, cái khoảng đường này nó cũng hẹp, mà cái lưu lượng dân số nó đông. Mong muốn nó giải tỏa cái chợ này càng sớm càng tốt để trả lại cái đường thông hè thoáng và cái vẻ mỹ quan đô thị. Được biết, chợ Phan Chu Trinh, phường 9, thành phố Đà Lạt có diện tích trên 800 m², được hình thành từ những năm 1980. Ban đầu là một bãi sình lầy. Đến năm 1999, do chợ xuống cấp nên nhà nước và tiểu thương kinh doanh buôn bán ở chợ đóng góp kinh phí để tiến hành cải tạo và xây dựng. Hiện chợ có 124 quầy sạp đang kinh doanh các mặt hàng nông sản và thực phẩm tươi sống. Mỗi quầy sạp có diện tích khoảng 2,5 m². Do chợ được hình thành từ lâu nên các quầy sạp ở đây không được bố trí phù hợp với quy định chợ hiện hành. Ngoài ra, lối đi vào chợ nhỏ thiếu các cơ sở hạ tầng như công trình phụ, bãi giữ xe, hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Mà lâu năm nay chúng tôi ngồi đây quen rồi, phải lo cho con cháu là các tới trường lớn nuôi lớn lên cũng là phục vụ cho nhà nước. Chúng tôi đi phải có chỗ, có nơi đàng hoàng. Đừng bắt chúng tôi ngồi đầu đường xá chợ thì đâu có được. Đây là chợ của chúng tôi mà, chúng tôi ngồi đúng 34 năm rồi. Đó, về cuộc sống của chúng tôi là ở đây mà. Nay như chúng ta đã biết, cái chợ Phan Chu Trinh này hiện nay là nằm trong cái giao lộ của ngã tư Phan Chu Trinh, vào cái giờ cao điểm học sinh tan trường này, cán bộ cũng như tan sở và nhân dân trên địa bàn có cái thói quen là hay dừng xe lại các cái trong cái ngã tư này để mua hàng hóa, sinh ra cái vấn đề là trật tự công cộng sẽ phức tạp, cái lượng phương tiện dừng đỗ quá tải, cho nên là cái phương tiện không thể thoát được ra ngoài cái khu vực này, cho nên là chỗ này thì chúng tôi cũng chưa là tham mưu được cấm một số phương tải xe lớn đi vào, chỉ có cấm vào cái giờ cao điểm mà hướng Hùng Vương đi vào, cho nên là thường là hiện nay là giờ cao điểm nhất là 11 giờ 15 đến 12 giờ rồi 16 giờ đến 18 giờ hàng ngày thì quá tải, hiện tượng là ùn tắc đã xảy ra, ùn tắc cục bộ nhất là trời mưa. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với đại diện Ủy ban nhân dân phường 9 và được biết trước đó Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất chủ trương lựa chọn phương án di dời chợ sang địa điểm trường thiểu năng Hoa Phong Lan số 1 Lữ Gia. Đây là khu vực có diện tích khá rộng với trên 3.000 m², đảm bảo thực hiện xây dựng chợ theo tiêu chí chợ đô thị loại 2. Hiện nay, các ngành chức năng địa phương đang tiếp tục rà soát, lựa chọn địa điểm để thực hiện việc xây dựng mới trường thiểu năng Hoa Phong Lan, đảm bảo nhu cầu học tập, sinh hoạt của các em học sinh trước khi thực hiện công tác bàn giao mặt bằng trường thiểu năng Hoa Phong Lan để xây dựng chợ Phan Chu Trinh. Thì ở góc độ địa phương thì phường đã tiến hành họp ban tiểu thương chợ và ban quản lý chợ lấy ý kiến các hộ tiểu thương trong chợ, thì đa số các hộ tiểu thương trong chợ là thống nhất là di dời chợ Phan Chu Trinh vào địa điểm số 1 Lữ Gia là trường Hoa Phong Lan, và thống nhất là làm cái chợ là quy mô chợ hàng hai. Thì qua đó thì là bà con tiểu thương chợ thì cũng có tâm tư nguyện vọng là muốn là bên chỗ Sở Giao thông Vận tải sẽ công bố sớm cái dự án mở rộng nút giao thông Phan Chu Trinh, ngã tư Phan Chu Trinh, để công bố sớm cho bà con biết, để bà con hộ tiểu thương là họ sẽ biết cái phần đất còn lại để làm gì, để phục vụ cho bà con để làm chợ. Được biết, sau khi Ủy ban dân tỉnh có chủ trương thống nhất vị trí đầu tư xây dựng chợ, hiện Ủy ban dân thành phố Đà Lạt đang tiến hành xây dựng chi tiết, dự toán chi phí thực hiện theo quy định và sẽ được thực hiện hoàn thành trước năm 2018. Sau đó tiến hành các bước thực hiện xây dựng vào đầu năm 2019. Việc sớm di dời chợ Phan Chu Trinh là một việc làm hết sức cần thiết. Có như vậy mới giải quyết nút thắt ùn tắc giao thông, tạo mỹ quan cho thành phố Đà Lạt, đồng thời có phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.